Dự án có tổng diện tích trên 9,6 ha, sẽ cung cấp 720 căn hộ và dự kiến bàn giao vào quý 4 sang năm. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Thân Hà là chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông đánh giá dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra cơ hội cho gần 18.000 công nhân làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh, đang phải thuê trọ, cũng như nhiều lao động có thu nhập thấp trên địa bàn huyện Mê Linh. Đây là hành động thiết thực, cụ thể hóa chủ trương của chính phủ và thành phố trong việc hiện thực hóa đề án xây dựng nhà ở xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung cao nhân lực và vật lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, an toàn, phấn đấu đưa dự án nhà ở xã hội vào sử dụng theo đúng kế hoạch.